Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình AirDrop nhận 0.2 tốc cần mát giao. Con này khoảng 105 đô đã list sàn Binance, Bobit, OKX này các bạn, những sàn lớn để tham gia giá hôm nay. Mình link phần liên mô tả mở Telegram cũng sẽ tắt chat bot này các bạn. Một tốc cần Maker này khoảng 520 USDT, mình get 2.2 khoảng 105 đô. Rồi các bạn bấm AirDrop này các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter này các bạn. Và like bot các bạn, copy các ta này giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép các bạn. Rồi các bạn chỉ việc follow và tweet nó khác tên nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu, chờ nó chuyển đến trang Twitter của mình các bạn. Rồi các bạn tiếp tục theo dõi nha các bạn. Tất cả này rất là giá trị nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like và tweet bây giờ để biết cái game đó nè các bạn. Rồi chỉ dẫn như tweet nha các bạn. Các bạn dán hát tên này vào. Phải, bỏ chữ hát tên nha các bạn. Rồi, các bạn test lại nha các bạn. Đây là mũ dán của. Rồi, các bạn like nó 2-3 bài nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn bấm nhanh nút submit tên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền gửi lại cho nó username từ Twitter của mình nha các bạn cũng mở Twitter mình sẽ gặp username @mmo của bạn này các bạn. Rồi mọi người chơi bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn submit URL link gì biết tăng 5 người bạn. Trời ơi các bạn sai, các bạn hồi nãy nó không nói mình báo hại mình không có tan 5 người bạn, giờ mắc tan thêm 5 người bạn nữa. Mấy dạng này quá tập lâu. Rồi bạn sẽ chép lại, bạn bấm vào request nè bạn. Rồi các bạn tiếp tục thì các bạn like nè các bạn. Chỉ dẫn cho tweet nè các bạn. Các bạn dán hashtag tàn này lại các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn tăng 5 người bạn vào a cộng mình một, các bạn gõ a cộng là tới ra những người bạn theo dõi các bạn. Các bạn lưu ý các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng những người bạn đó luôn các bạn. A cộng các bạn tăng lộn xả nó phá tại Twitter các bạn a cộng. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tài quyết xong, các bạn cũng chạy tài Twitter của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào qua cho bên cùng nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép tên tài Twitter nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn chạy vào con bot nha các bạn, các bạn bắt vào. Rồi các bạn gặp. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại địa chỉ C20 bên dưới chút wallet, master wallet, intocard, metamask, chạy chúng ta nghe C20 các bạn. Mình thì xài địa chỉ chút wallet cho nó tiện các bạn. Tại vì mình đã có những cái đồng coi trên đây rồi. Rồi các bạn sẽ chép nha các bạn. Rồi các bạn chơi bot nha các bạn. Các bạn bắt vào đây nè, các bạn dán vào, rồi mình gửi cho bot tiếp tục nha các bạn. Ok, rồi các bạn việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cần nha các bạn. Các bạn bấm vào share tiếp để coi tục khoản của mình. Rồi mình đã nhận được 0.2 tục cần marker nè các bạn. Để video này kết thúc, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo của mình nha.